cả những cái vọng tưởng, những cái tập khí tà mê của mình để đưa đến cái chỗ mà giác ngộ. Thì cái phương pháp ngày xưa mà Hòa Thượng dạy chúng ta là biết vọng, không có theo, phải không? Hồi xưa giờ chúng ta sống, chúng ta chưa có biết tu á, là một bề chúng ta theo vọng tưởng không à? Khởi cái gì chúng ta miên man theo những cái suy nghĩ đó. Khởi tham thì theo tham, khởi sân thì theo sân, khởi vui buồn mừng giận yêu ghét thì chúng ta cứ một cái tâm mình cứ quay cuồng ở trong những cái tâm niệm đó, phải không? Là bởi vì chúng ta không biết nó là vọng, mà chúng ta sống mình với vọng tưởng và chúng ta đồng quá mình với vọng tưởng vì mình không biết nó là vọng ha. Bởi vì cho nên là gặp những cái điều mà vừa lòng thích ý thì chúng ta vui, chúng ta mừng. Những gì mà trái ý nghịch lòng thì chúng ta buồn, chúng ta giận, và cứ quay cuồng theo những cái tâm niệm vui buồn mừng giận yêu ghét đó mà thôi. Và tất cả những cái tâm niệm đó từ đâu mà ra? Do sáu căn dính mắc với sáu trần. Thí dụ như mắt thấy sắc đẹp thì khởi tâm yêu thích, thấy những cái xấu mà sắc chán ghét, xấu thì sinh ra chán ghét. Rồi nghe những âm thanh, nghe người ta khen ngợi, người ta tâng bốc, người ta ca tụng thì mình vui vẻ, mình nở lỗ mũi. Nghe người ta chê bai chỉ trích thì mình xịu mặt, mình buồn giận. Như vậy thì những cái tâm niệm nó đều do cái tác động từ sáu căn nó xích dích mang cái sáu trần, phải không? Hoặc là ngồi đây có lỗ mũi mình khó thật thì thôi, nhưng mà một cái làn hương thơm tho nó bay ngang mình thấy thích thú, là mình ngồi mình thưởng thức. Nhưng mà có một cái mùi gì mà những cái người ta cái nông trại người ta đang rải mấy cái phân bò, phân chuồng gì đó, nó hôi quá, mình nghe mình bệnh lỗ mũi, phải không? Mình chịu không nổi, mình khó chịu. Hoặc là ăn bữa nào mà đồ ăn ngon thì mình ngồi mình thưởng thức, chắc lưỡi thích hà. Bữa nào mà đồ ăn mặn quá hay là nó đắng quá mình cũng xong, nó khó ăn quá, phải không? Rồi phê bình chỉ trích luôn đó. Ai nấu ăn gì mà mặn chát, hay là ai nấu ăn gì mà lợn, nấu canh gì mà lạc nhất lạc nghèo, vân vân. Thì tất cả những cái vui buồn mừng giận yêu ghét đó là do sáu căn xúc đối với sáu cái đối tượng nào, hoặc là sắc thân hương vị xúc tác thì nó ra, và chúng ta cứ một bề theo theo cái vọng tình ngoại cảnh thôi mà khởi. Cho nên nó lục dục sanh thức tình. Lục dục là sáu cái mà nó xúi dục mình, hay là những cái sáu cái đối tượng ngoài nó lôi cuốn mình, nó gọi là ngũ dục đó. Tài nè, sắc nè, danh nè, ăn nè, ngủ nè, hoặc là sắc thân hương vị xúc pháp. Những cái đó nó có cái tính cách mà lôi kéo mình chạy theo, gọi là ngũ dục. Hoặc là lục sáu căn luôn chạy theo sáu đối tượng đó, gọi là lục tập. Mà lục tập thì sanh sao? Lục dục thì sanh ra thất tình, do sáu căn xúc đối sáu trần thì sinh ra vui, hỷ, nộ, ái, ố, hai, cụ, dục, phải không? Là vui, buồn, mừng, giận, yêu, ghét, muốn. Và tất cả mọi người thế gian này đều vậy hết. Từ khi chúng ta sinh ra cho đến chúng ta trút hơi thở cuối cùng, chúng ta đều một bề theo vọng. Khởi gì chúng ta theo đó, gọi là theo vọng. Vì chúng ta không biết nó là vọng. Bây giờ chúng ta tu, cho nên rồi chư Phật chư Tổ dạy mình tất cả những cái trạng thái đó đều là vọng tưởng. Cho nên rồi khi mà chúng ta biết là vọng tưởng thì ngay đó chúng ta không có còn bị vọng nó lôi kéo, nó sai sử mình nữa. Còn khi chúng ta chưa biết nó là vọng thì luôn luôn lúc nào cũng bị vọng nó sai sử mình, gọi là tập khí đó. Tập khí có nghĩa là có năm cái tập nhân nè, là tham, sân, si, mạn, nghi, thân kiến, biên kiến, kiến chấp thủ, giới cấm thủ và tà kiến. 10 cái tập nhân đó nó luôn luôn nó sai sử mình ra ngoài thân, ra ngoài ý để mình tạo nghiệp, mình làm nô lệ cho nó không. Còn khi mình biết tu thì khi nghe một câu trái tai thấy một điều gai mắt, hồi xưa nếu mình chưa biết tu thì mình nổi giận, nổi tức liệt, nó tại sao phải nói tôi những cái lời đó, tại sao mà đối xử tệ bạc với tôi, là mình điều dò xét nơi đối tượng thôi, phải không? Rồi bây giờ khi mình biết tu rồi, nghe người ta khen hoặc nghe người ta chê, mình không có dò xét nơi đối tượng nữa, mình không đánh giá nơi đối tượng nữa, mà mình nhìn lại mình, nghe người ta chê,
có một cái niệm bực nó khởi lên, có một niệm khó chịu khởi lên, mình thấy rõ có một niệm bực, một niệm sân khởi lên trong tâm mình là mình đã tách rời khỏi nó rồi. Hồi xưa mình chưa biết tu cho nên nghe người ta phê bình mình thì mình nói sân lên, mình nhập cuộc cái sân đó, do mình nhập cuộc cái sân đó cho nên nó có tính chất sai sử ra ngoài, hành động là đập màn đập ghế, cái sai sử ra lời nói là thay đổi rất là thô lỗ cọc cằn, là mình bị mình sống cái vọng tưởng, bị đồng vọng tưởng sai mình, phải không? Bây giờ khi mình biết tu rồi thì vừa có một cái niệm bực nó khởi lên, mình thấy rõ có niệm bực khởi lên trong tâm mình, thì mình thấy được nó thì nó đã tách rời khỏi mình rồi, nó là cái bị thấy, phải không? Cái bị thấy cho nên mình sống trở về cái biết, biết thấy gọi là biết vọng thì không, không theo, không biết vọng cho nên bị vọng nó lôi. Khi mà biết vọng rồi thì không còn bị vọng lôi nữa, thì đó là phương pháp tu. Quý vị thấy dễ hay là khó? Khó trong quay dễ thôi, nó là tập khí. Vừa nghe là nói bực liền, vừa nghe người ta phê bình là liền bực bội liền, là tại vì mình vừa nghe người ta phê bình cái mình chỉ chú tâm theo người kia, cái mình nghĩ là người kia là cái người không tốt, người kia là người xấu. Và bây giờ mình biết tu rồi, phản quan có nghĩa là vừa nghe mình nhìn lại mình, có bực không, có tức không, có bực có tức thì mình thấy được niệm bực niệm tức mình, thì ngay đó mình dừng nghiệp và mình sống trở về với chính mình. Cho nên nói đi ra thì biển khổ mình không, vừa ngồi đầu thì thiện ngạn. Cho nên hỏi ý nghĩa của Phật pháp là gì, nó ngay gốc chân không? Hỏi ý nghĩa của giải thoát là gì, ngay gốc chân mình biết dừng lại ngay đó là giải thoát rồi, còn mình chỉ bước ra mình chạy theo những cái đối tượng đó thì bị nó trói buộc, bị nó lôi cuốn mình thôi, phải không? Như vậy thì chưa biết tu thì một bề theo vọng, mà khi mình biết tu rồi thì chỉ cần biết vọng thôi. Tu là để giải thoát, giải thoát thì phải thấy cái gì trói buộc mình, biết chỗ trói thì mới mở được, đúng không? Cho nên ngày xưa khi mà Đức Phật trên Pháp Hội Trang Nghiêm đó, Ngài cầm một cái khăn khăn lụa trắng, Ngài đưa lên hỏi đại chúng đây là cái gì, thì đại chúng trả lời rằng là bạch Đức Thế Tôn, đây là một dải lụa trắng. Cái Đức Phật mới nắm hai đầu cột lại thành cái gút. Đức Phật hỏi đây là cái gì, thì đại chúng trả lời đây là cái thắt gút. Thì Đức Phật còn 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái. Đức Phật hỏi đây là cái gì, thì đại chúng trả lời đây là một dải thắt gút. Nói bây giờ đã là thắt gút thì nó còn là cái khăn nữa không? Nói dạ thưa, hồi trước nó là khăn vì nó chưa có bị cột, bây giờ đã cột cái dải lụa trắng nó thành gút rồi, thì bây giờ nó là một cái dải thắt gút. Mà ngoài cái khăn có cái dải thắt gút không? Không. Bây giờ cái hồi nãy nó là một cái khăn trơn tru thôi, bây giờ nó bị cột như vậy rồi, bây giờ làm sao mở ra? Thì Đức Phật phải nắm cái đầu bên đây kéo ra, mở được không? Hai sợi dây cột lại mình nắm đầu này nghĩ ra thì được không? Nắm đầu này không được, nắm đầu bên đây kéo ra được không? Không. Thì vậy thì nắm đầu bên đây cũng không được, đầu bên kia cũng không được, thì nắm hai đầu ghi mạnh ra. Thì đại chúng nói bạch Đức Thế Tôn, cái việc sự việc nó làm cho cái dây nó tồi tệ thêm, nó nghĩa nó buộc chặt thêm, nghĩa là không mở đầu bên đây được, không mở đầu bên kia được, và cả hai đầu kéo ra cũng không được. Thì Đức Phật mới hỏi chứ như vậy thì muốn mở cái thắt gút này đó, mở đầu bên kia cũng không được, mà kéo đầu bên đây cũng không được, mà hai đầu cũng không được, bây giờ phải làm sao? Thì có một vị đứng lên mới trả lời là bạch Đức Thế Tôn, trước khi mở cái gút đó đó, con phải coi nó cột lại như thế nào, rồi từ cái chỗ nó bị cột đó ngay đó mà nới lỏng ra thì sẽ mở được. Như vậy thì nó bị gút hai cái đầu nó dính lại và nó gút ngay cái chính giữa, phải không? Bây giờ tháo ngay chính giữa. Như vậy hai cái đầu của nó là gì? Một bên là căn, một bên là trần, nó cột lại thành cái gút ý thức ở chính giữa. Cái gút là vui buồn mừng giận yêu ghét, bởi vì mình bị những cái gút mắt đó. Cái tâm mình bị đau khổ bất an lịch đại thì mình có bị cái gút, phải không? Cái người đó có bị cái gút mắt gì trong cái cuộc sống ở đó cho nên họ mới khổ như vậy đó, hoặc là cười hoài đó. Thì cái gút đó là do căn cột với trần. Thì bây giờ khi mà mình biết tu rồi thì đối cảnh vô tâm là có mở chưa? Cái mà không khởi niệm thì cái đó gọi là mình đang nới lỏng, cái không có buộc lại đó. Nghĩa cái chính giữa mình không buộc lại thì nó không có thành gút, mà mở được một gút thì 6 căn mở được hết không? Cho nên hồi trước mình nghe người ta khen, cái mình cột mình với tiếng khen đó, cái mình vui lên thì nó thành cái gút
là mừng. Nghe người ta chê, cái mình dính mắc với cái đó, cái mình buồn, mình giận, thì cái gốc đó là buồn, là khổ, là cái gốc làm khổ mình. Bây giờ nghe người ta chê, ta nói mình ngu, rồi mình nói người ta chê mình ngu, mình không ngu thôi, có gì đâu phải giận, thì có khổ không? Không. Người ta nói mình là con heo, đồ trâu, đồ bò, cái mình giận lên, mình chấp nhận mình là trâu bò thiệt. Phải không? Mình không phải là trâu bò thì hết, người ta chê, thấy đâu phải giận thì bây giờ nghe chê mà không có khởi niệm giận nữa là chê đã giải thoát chưa? Giải thoát ngay tại chỗ. Hồi trước ta chửi mình á, thì mình bực tức, mình khổ tâm, mình chửi lại. Bây giờ người ta chửi mình mà mình không có nổi giận lên á, thì mình có giải thoát chưa? Đâu có đợi mình chết rồi mới giải thoát, hay là đi qua cảnh giới nào mới giải thoát đâu, giải thoát ngay tại chỗ đó. Ta chửi mà mình không giận là giải thoát. Vậy đó là biết vọng không theo. Còn hồi xưa giờ mình chưa biết vọng cho nên khởi niệm nào mình theo niệm đó, là mình một bề theo vọng. Mình trôi chua chung với rác rưởi. Mình là một người đang trôi theo dòng sông. Bây giờ mình thấy từng mảng rác trôi qua, niệm buồn khởi lên mình biết, niệm giận khởi lên mình biết, niệm tham khởi lên mình biết. Mình đã thấy rác trôi qua chưa? Cái người mà thấy từng mảng rác trôi qua là người đó ngồi trên bờ rồi. Còn hồi xưa mình trôi chung với rác cho nên mình không thấy rác xung quanh mình. Bây giờ mình thấy rác xung quanh đó thì là mình đang ngồi bờ. Cho nên nói hồi xưa mình chưa biết tu xong không thấy ít vọng tưởng. Bây giờ ngồi tu xong thấy càng nhiều vọng tưởng. Thấy nhiều vọng, hồi xưa tại không thấy chứ không phải là không khó. Bây giờ thấy được vọng tưởng đó là đã tiến bộ rồi đó. Đã ngồi lên bờ rồi. Đó, thật. Cứ thấy biết vọng nhưng mà đừng có theo. Quan trọng là đừng có theo, gọi là biết vọng không theo. Rồi có nhiều người chưa biết tu, họ cứ coi như là họ cứ tưởng tượng thôi, họ tự họ suy luận ra, họ nói biết vọng cũng chính là vọng. Như vậy thì bây giờ quý vị ngồi ở đây, quý vị thấy xe, biết xe không? Thấy xe chạy biết xe không? Quý vị có phải là xe không? Biết xe không phải là xe. Mình thấy được qua thì mình đâu phải là qua, mình là cái người chủ đang thấy. Còn cái gì bị thấy nó chỉ là khách thôi. Gọi là khách mà mình theo khách gọi là khách trần phiền não. Thấy những cái đó là cái mình nội kết ở bên trong, mình chụp những cái âm thanh, những cái lời nói đó. Rồi mỗi cái lần cái mình ngồi đó lại hay là mình nằm gác ra lên trái, nó hồi sáng nó chửi mình, nó nói những cái câu nghe thì là cay cú. Cái mình giận lên nằm mà bực tức, hai cái chân cái giãy giụa. Rồi nó tính toán, nghĩ lại cái quá khứ, phải là sáng mình trả lời con này mình đâu có thua nó. Thôi ngày mai, ngày mai mình đi ngang mà nó nói thì mình sẽ trả lời lại cái câu này. Như vậy thì vừa nuối tiếc cái quá khứ mà còn vọng hướng cái tương lai nữa. Rồi cả đêm nó cứ khổ. Như vậy là mình sống với vọng hay là mình sống với tỉnh? Đó là mình sống với vọng tưởng đó. Cho nên cái phương pháp biết vọng không theo. Rồi bây giờ, đó là cái phương pháp mà từ bên ngoài nó đi vào bên trong, gọi là đối cảnh để mà vô tầm. Hoặc là những cái pháp tu đi từng bước chậm chậm, đi làm trong chánh niệm để làm chi, để mà làm chủ những cái hành động, làm chủ những cái lời nói, để tập cho mình trở về sống với cái tâm thanh tịnh của mình. Hồi xưa mình chưa biết tu, cái gì đó đi thì tâm nghĩ tùm lum hết trơn, rồi cho nên đá bàn đá ghế làm ngồi đây lặt rau, nhưng mà tâm thả đâu bên Việt Nam hay là ở ngoài chợ, nên là mình sống với vọng tưởng. Còn bây giờ khi mà mình tập tu, có nghĩa là mình kèm tâm lại, có nghĩa là mình làm việc gì mình có mặt trong mọi việc đó. Rặt lao chỉ là lặt rau, uống nước chỉ là uống nước, ăn cơm chỉ là ăn cơm. Đó là mình đã chánh niệm rồi. Còn nếu mà không có chánh niệm thì mình sống với ảo vọng không ạ? Thí dụ, có hai chú tiểu nhà gần bên, cái chùa gần bên. Cái chú tiểu này sáng sớm đi ra ngoài trước cổng chập tập, thí dụ có thấy chú tiểu kia đi ngang, đi thảnh thơi hỏi con gái, hỏi chú nó đi đâu vậy? Tôi đi đâu gặp chân tôi bước. Cái là này cục cứng dẫn kể cho ông thầy. Ông thầy ông nói ngày mai á, con có gặp nó đi ngang, nó trả lời câu hỏi đó thì con mới hỏi chứ nếu mà anh không có chân anh bước đi đâu. Vậy cái chú tiểu nó về cái cả một ngày nó cứ suy nghĩ, là tối nằm trằn trọc để chờ sáng đến để hỏi lại câu đó nó trả lời. Rồi cái sáng đến cái gặp chú kia đi ngang, hỏi chú đi đâu, nó tôi đi đâu gió thổi. Không có trả lời câu đó, lại về cái kể lại cho ông thầy. Ông thầy nói ngày mai con hỏi rồi, nói nếu mà gió không thổi thì mày đi đâu. Cái đêm đó anh cứ nằm để chờ cho trời sáng để anh hỏi lại cái câu mà ông thầy dạy. Cái bữa sau mà hỏi chú đi đâu vậy, nói tôi đi thấy rau. Tại vì anh đang la lơm thơm hết rau. Như vậy thì người nào sống với vọng tưởng, người nào sống với cái
cái ông chủ. À, cái người mà hỏi chú đi đâu, nói tôi đi đâu bằng chân tôi bước, là lúc đó anh đang chánh niệm tên từng bước chân, anh đi mà anh có nhiếp tâm lên mỗi bước chân, từng bước chân nhẹ nhàng là trú xứ bình an, đi không cần phải đến, đã đến trước khi đi. Mỗi bước đi đó anh đều có mặt trong mỗi bước đi, cho nên lúc anh đang chú tâm mỗi bước đi, chứ hỏi đi đâu là tôi đi đâu bằng chân tôi bước, đúng không? Là người đó đang sống cái gì? Cái thiện với ông chủ. Rồi ngày hôm sau đó, đó thì hỏi đi đâu, thì lúc đó có một già làng gió mát thổi qua, chú đang thưởng thức làng gió mát. À, thì họ thì ngay trả lời ngay cái đó, nói tôi đi đâu gió thổi. Thì người ta cũng sống với cái hiện, cái hiện tiền. Cái bữa sau chú lơm thơm, chú hái rau, thì chú hái rau chỉ biết hái rau thôi, cho nên hỏi chú làm gì, chú đi đâu vậy, nói tôi đi hái rau. Thì đúng rồi, tại vì lúc nào người ta cũng sống với cái tinh khôi, nghĩa là thân ở đâu tâm ở đó. Khi mà hỏi ngay cái lúc mà người ta lặt rau, người ta sẽ trả lời rằng là tôi lặt rau, hoặc là lúc tôi uống nước, vân là người ta sống với cái mà giây phút mà hiện tại người ta đang sống. Còn cái chú kia đó đã không có sống với cái chánh niệm, hỏi người ta rồi à, rồi người ta trả lời mà cũng không có nhận ra, rồi về cái tối đó cứ sống ôm cái quá khứ, ôm cái chuyện mà xảy ra hồi sáng này để rồi cả ngày đó rồi cả tối đó, để ôm cây đợi thỏ, sống trong vọng tưởng, phải không? Như vậy thì nuối tiếc quá khứ cũng là vọng hướng tương lai, rồi tương lai có nghĩa ngày mai nó đến, cái hỏi người ta trả lời câu khác, cái về cũng trằn trọc cả ngày đó rồi tới đêm sáng hôm sau. Như vậy thì cái người mà sống với cái vọng tưởng là vậy đó, sống vọng tưởng nghĩa là không có sống với chính mình. Còn cho nên là nhớ lại những cái gì mà buồn thì mình cứ ra rất nãy à, mình thua người ta một cái hành động, một cái cử chỉ, một lời nói thôi mà mình cứ ra rất hoài chịu không nói. À, rồi khó ngủ, rồi chờ đợi để hãy đợi đó, để rồi làm sao để trả đũa. Như vậy người đó là sống với vọng tưởng là khổ hay là hạnh phúc, rất là khổ. Những cái chuyện nhỏ như vậy thôi đó cũng mất ăn mất ngủ rồi, huống chi là những cái chuyện lớn nữa thì sao, làm cho mình coi như là đau khổ. À, còn một người ta sống với chánh niệm lúc nào ta cũng thoải mái, chú kia thoải mái ung dung, có nghĩa là ly thản tức lòng làng gió mát, đi chánh niệm tinh trình bước chân, hoặc là mình an nhàn trong cái chuyện mà hái rau của mình, người đó sống rất là an lạc. Do đó là biết vọng mà không theo, quá chánh niệm thì tự nhiên không có theo vọng tưởng. Rồi đó là phương pháp từ bên ngoài để đi vào thanh, cái tâm thanh tịnh của mình. À, khi mình không có bị nó lôi nữa thì mình trở thì mình sống với thanh tịnh bản nhiên của mình. Còn bây giờ mà thượng giảng ấy, thì biết có chân tâm, có nghĩa là tin mình có gì, có Phật tánh, tin mình có cái tâm chân thật, có nghĩa là cái tâm chân thật đó nó không có vui buồn mừng giận yêu ghét, cái tâm chân thật nó không có tham sân si, cái tâm chân thật nó không có vọng tưởng quá khứ hiện tại vị lai, tin mình có cái tâm đó. Cho nên bây giờ khi mà mình thấy mình nghe gì, mình biết rằng là mình có cái biết nghe. À, khi mình nghe mình không có chạy theo người ta khen, người ta chê thì không chạy theo nữa, mà hỏi ai ta biết nghe, mình nhờ người ta nhắc mình, cho nên mình sống với cái biết nghe của mình. Khi mình thấy mình không chạy theo cái đối tượng đẹp hay xấu nữa, khởi phân biệt đẹp xấu nữa, mà ai biết thấy, cái biết thấy đó chính là gì, là chân tâm. Nếu mà không phải là chân tâm làm sao mình biết thấy, mà hàng ngày mình sống với cái, hàng ngày mình sống với chân tâm, nhưng mà mình không có nhận ra, đối diện hàng ngày mà không có gặp mặt nhau lần nào hết. Cho nên quốc sư Đại Đăng có cái câu rằng là ta xa nhau từ vô lượng kiếp, là chưa hề rời nhau trong chốc lát, ta đối diện nhau suốt ngày nhưng mà chưa từng gặp mặt nhau một lần. Ừ. Xa nhau vô lượng kiếp là tại vì từ xưa đến bây giờ mình quên đi cái tánh giác của mình, quên đi cái chân tâm của mình, mà mình sống với những cái mà xanh vàng đỏ trắng, những cái đối tượng bên ngoài, không phải không? Cho nên rồi xa nhau vô lượng kiếp, nhưng mà ai khiến mình biết nghe biết thấy đó, cái biết nghe biết thấy đó là ai? Là mình biết nghe biết thấy, mà mình có bao giờ sống với cái biết thấy của mình mà chỉ thấy cái gì thôi à? Thấy cái bông, thấy cái tách, thấy người, thấy vật, chứ còn cái gì biết thấy lại là bỏ quên. Cho nên gọi là quên mình mà theo vật. Bây giờ Hòa Thượng chỉ thẳng rằng là bây giờ khi mà nghe đó nó chính là chân tâm, khi mà thấy đó chính là chân tâm, nếu không phải là chân tâm thì ai biết nghe biết thấy. Mà cái chân tâm đó là không có vui buồn mừng giận yêu ghét, không có tham sân si, nhớ vậy đó. Còn cũng một tâm đó thôi, mà cái tâm nó chứa đầy dẫy những cái tham sân si, những cái vui buồn mừng giận yêu ghét, mình phải biết những cái đó không, nó không phải là tâm thật, nó là vọng tâm, thì cũng là biết vọng không theo thôi, phải không? À. Cho nên
Một bề thì có thể từ tánh mà ứng dụng ra bên ngoài, một con đường thì từ bên ngoài để trở về với tự tự thánh thanh tịnh của mình. Hai cái đó tuy rằng là khác nhưng mà không khác, cũng đều là trở về với cái tin mình có, biết có nghĩa là biết có chân tâm, biết mình có cái chân tâm, và chính cái chân tâm đó cho nên là mình mới biết nghe, biết thấy, biết ngửi, biết nếm, biết biết suy nghĩ, biết phân biệt, phải không? Thì cái biết đó chính là chân tâm. Mà khi mà biết mà quên đi cái tánh biết của mình mà chạy theo những cái vui buồn mừng giận thì cái đó gọi là vọng, vọng tâm. Cái vọng tâm nghĩa là cái tâm vui buồn mừng giận yêu ghét nè, cái tâm nghĩ quá khứ vị lai nè, cái tâm tham sân si tha, tâm vọng. Khi mà biết được cái vọng tâm thì cái biết đó tiếp ra là tâm, chân tâm của mình, đúng không? Hai cái khác. Như vậy thì gọi là trực chỉ nhân tâm thấy tánh thành Phật, chỉ ngay thẳng cái tâm đó đó chính là tâm Phật của quý vị chứ không tâm nào khác. Mà cái tâm đó mà còn đầy dẫy tham sân si là tâm chúng sanh, mà tâm mà sạch hết cái tâm chúng sanh là tâm Đức Phật. Khi mà chưa thành Phật thì Ngài cũng đầy dẫy những cái tâm chúng sanh như tâm mình, mà do Ngài sạch hết những cái tâm chúng sanh cho nên Ngài thành Phật. Vậy thì ai không có tâm Phật, ai tu không thành Phật đâu. Như vậy thì biết có chân tâm và biết vọng không theo. Một cái biết có chân tâm có nghĩa là tin mình có cái Phật tánh, tin mình có cái tâm trong sạch mà hoàn toàn không có phiền não, không có vọng tưởng. Cho nên thấy, nghe hay biết sống trở về với cái tánh, tánh biết của mình, tánh biết đó chính là tánh giác. Mà tánh giác đó chính là tánh Phật, giác là Phật, phải không? Gọi là kiến tánh thành Phật. Có nghĩa là khi nghe, sống trở về với cái biết. Mà cái biết đó chỉ là một thôi. Nhưng mà biết đó nó gá lên mắt gọi là biết thấy, nó gá vô tay rồi biết nghe, gá vô mũi gọi là biết ngửi. Nhưng mà khi mà nó ra ngoài sáu căn thì nó thành sáu cái tác dụng khác nhau, nhưng mà ở bên trong chỉ là một. Cho nên một ngọn đèn thấp ở trong nhà nó sáng, nhưng mà nó chiếu ra ngoài sáu cửa thì có sáu cái ánh sáng khác nhau, nhưng mà ánh sáng nó từ một ngọn đèn, thì cái ngọn đèn đó chính là tâm chân thật của mình. Còn sáu cái tác dụng ra bên ngoài gọi là cái diệu dụng của nó. Mà tác dụng ra bên ngoài là chạy theo những cái mà nó soi ra bên ngoài để vui và mộng giác, thì một bề chạy theo vọng tưởng thì sanh tử trầm luân. Rồi ngay đó là biết dừng lại, nhận được tánh giác của mình thì gọi là giải thoát sanh tử và chấm dứt khổ đau. Đơn giản như vậy đó. Cho nên nói biển khổ thì mênh mông, nếu mà đi ra thì coi như là mênh mông biển khổ, nhưng mà vừa hồi đầu thì ngay đó là bờ rồi. Nhưng mà nào giờ có hồi ban đầu không? Bây giờ tập hồi đầu nghe. Cái gì biết nghe là hồi đầu, thấy đừng chạy theo nữa, cái gì biết thấy là hồi đầu, dừng lại nghe đó là bờ rồi, phải không? Nó hỏi Phật kêu là gì, nó ngay gót chân ông, nó trời Phật đâu với gót chân, tội lỗi gì. Gót chân nghĩa ngay chỗ mình dừng lại, mình tỉnh giác nghe đó là Phật, phải không? Cho nên có một người hỏi Lục Tổ Huệ Năng rằng chứ sao này con miếng bước biết Phật phải làm sao, thì Lục Tổ mới dạy rằng là quả thật muốn biết Phật phải biết cái tâm chúng sanh. Biết cái tâm chúng sanh đó chính là cái tâm, mà biết được cái tâm chúng sanh chính là Phật. Không tỉnh giác làm sao thấy được cái tâm chúng sanh? Mà cái tâm chúng sanh đó không phải là vọng tưởng không? Tâm chúng sanh là tâm vui buồn giác, là tâm vọng. Vậy là biết vọng là biết tâm chúng sanh, thì biết vọng có lỗi gì không? Bởi không biết vọng cho nên bị vọng nó lôi. Bây giờ biết được vọng thì vọng không lôi nữa. Hồi xưa ta không biết mày thì mày lừa tao, bây giờ ta biết rõ chân tướng của mày rồi, mày không còn lừa tao nữa, phải không? Vậy là cái người giác là người nghe chỗ đó đó. Như vậy thì biết vọng không theo và biết có chân tâm, tuy rằng là nó khác nhưng mà nó không khác. Một đàn là từ ở ngoài đối tượng bên ngoài để trở về nhận lại với cái tánh, tánh giác của mình. Một bề là từ tâm mình có cái tánh, tin mình có cái Phật, tâm Phật thanh tịnh, nên nóng sống với tâm thanh Phật thanh tịnh, cho nên rồi khi mà tiếp duyên đối cảnh mình không có bị nó coi như là đối cảnh mà vô tâm, mà sống trở về tánh giác rồi biết có chân tâm. Người đàn tu về nào cũng được, nó cũng đi đến chỗ giác ngộ đó. Nói hòa thượng nói vậy chứ thật ra hòa thượng đổi, nhưng mà tại vì hồi trước từ bên ngoài biết vọng rồi mình khó quá, cho nên là bây giờ hòa thượng nói giờ biết có chân tâm, cứ sống với cái tâm mà không có vui buồn mừng giận yêu ghét, khi nghe khi thấy trở về với cái biết nghe biết thấy của mình gọi là biết có chân tâm. Rồi từ từ cái mình đó cũng là phương pháp chăn trâu nữa. Nghe người ta chê người ta khen chạy theo gọi là trâu qua vô lúa mạ. Nghe người ta khen người ta chê mà không chạy theo mà biết trở về với chính mình gọi là nắm mũi kép,
kéo lại, thay vì chạy ra mình lôi trở lại là nắm mũi kéo lại. Thì thời gian sau như vậy thì khi mình ta thấy nghe hay biết, người ta chê, người ta khen gì, cái tâm mình tỉnh bơ là gọi là trâu đã đi đường ngay lối thẳng à. Rồi sau đó thì nó thuần thục là khỏi cần cái chân trâu nữa à. Khi về nhà khỏi cần cái chân trâu. Còn trước mình chưa thì mình còn phải mượn phương tiện, mượn phương tiện. Cho nên một cách trừng tâm tuệ giác bài, muôn đời dứt sạch tưởng làm sai, phá tan sự sản đền ơn tổ, đốt sạch kinh thư đáp nghĩa thầy, đập chết con trâu lòng cứu khổ, thằng chăn giết quốc giả ban vui, thân không tâm trụi vô gia nghiệp, dẫm nát càng khôn bạc dấu hại. Tu vậy đó mới là tu. Một khắc trừng tâm, ngay khi mà quý vị dừng tâm rồi đó, thì chính là cái tuệ giác đang sống với cái tuệ giác, sự tỉnh thức của mình, phải không? Thì ngay đó thì muôn đời, cái muôn đời làm sai của mình hồi xưa mình chưa biết, cho nên sống muôn đời sống trong cái lầm, cái mê lầm, à, cái sai quấy. Bây giờ vừa có tỉnh thức thì muôn đời dứt sạch à, tưởng làm sai, không chạy theo vọng tưởng nữa, phá tan sự sản đời ơn tổ. Mà khi mà không chạy theo vọng tưởng, mình không có thiêu dệt, mình không có kết nghiệp nữa, là gọi là phá sạch nghiệp không? Là phá tan sự sản nó nghĩa là những cái nghiệp của mình. Có như vậy mới đời ơn Phật tổ được, phải không? Còn càng ngày mà nghiệp càng chồng chất thì là gần như là thêm nghiệp. Đốt sạch kinh thư có nghĩa là những cái văn tự chữ nghĩa là phương tiện thôi. Nó là cái bè để mà qua sông, chứ bè chưa phải là bờ. Cho nên không có chấp vào trong cái văn tự chữ nghĩa đó mà trở về y theo cái nghĩa, mà không có y theo ngữ. Không có chấp những cái hiểu biết trên cái văn tự chữ nghĩa đó cho là cái hiểu biết của mình, mà phải tu tập để mở sáng cái vô sự trí của mình, gọi là đốt sạch kinh thư đáp nghĩa thầy. Chứ không phải vì đem cái thư viện quyển kinh đó đi ra đốt à. Thân không tâm trụi, thân này nó chỉ là nó là không thôi, nó tự tánh nó vốn là không. Và cái tâm mà vui buồn mừng giận yêu ghét có nghĩa là ngũ uẩn vốn là không. Thân không tâm trụi, vô gia nghiệp có nghĩa là không thêm nghiệp nữa. Thì được như vậy rồi, dù có đi trong tam giới này cũng không có để lại dấu vết. Đó. Rồi, ai hỏi tiếp. Dễ gì, thích điều gì dễ hiểu không? Dễ hiểu, dễ tu. Chứ còn nghe nói không biết sao à, tổ dạy rõ ràng nó biết được cái thân chúng sanh đó chính là Phật. Biết được vọng tưởng, đừng theo vọng tưởng được thì ngay đó sống bởi vì thấy trở về với cái tánh giác của mình, có gì đâu. Nhưng mà sao? Ông già 80 tuổi làm chưa xong. Nói thì đích 3 tuổi nói cũng được à, nhưng mà làm thì chuyện vậy đó, nhưng mà làm chưa chắc gì. Nghe là giận liền. Nghe người ta nói chị sao mà đi sớm sát à, chị à, tôi vậy mà sớm sát à. Còn tiếng mà nghe đó mình tỉnh thì sao? Cái mình đụng người ta nói mình vậy à, thôi xin lỗi em à, chị lỡ đụng, thấy không? Còn tiếng người kia tỉnh giác mà ai đụng mình nó ở không sao à, không sao, lỡ vô ý. Còn ngay đó mà mình không có tỉnh giác thì mình chửi này, mình nói ồ đồ đi sớm sát bộ đuôi không thấy đường hả. Còn cái người kia mà không tỉnh giác nữa à, cái đồ ăn nói coi như là vô duyên, mất lịch sự à. Còn đó hai người mà tỉnh giác cái tu hết, người ta đụng mình nó ờ không sao em lỡ mà không có gì đó à, rồi người kia mới nói là ờ em lỡ thôi xin lỗi chị thông cảm cho em. Hai người hạnh phúc không? Hai người thoải mái giải thoát hết. Còn hai người mà không có biết tu thì ngay một chuyện chút xíu thôi là tự làm khổ mình, làm khổ người khác. Rồi những người xung quanh người ta nghe người ta cũng khó chịu thêm đó, đó không? Còn người ta thấy hai người xử xử với nhau như vậy, hai người vui mà những người xung quanh ta thấy ở hai người sống vui vẻ đàng hoàng đó, mình cũng làm gương mình nó tốt chứ. Đó, trói buộc hay giải thoát chỉ chút xíu đó thôi, chút xíu đó mà trầm luân đau khổ. Còn ngay đó mà nói qua nó lợi hồi không được, cái mà đấm đá nhau không được, cái sách dao ra thanh toán với nhau chỉ chút xíu. Ở bên Việt Nam vậy đó, cái chuyện mà cọ quẹt có chút xíu thôi mà có thể sách dao thanh toán người ta đó. Rồi cái rồi bị tù tội thế này thế kia, có phải tạo nghiệp không? Còn ngay đó biết tôi là mình vui, mà người vui, mà cả làng đều vui. Yes, mời tôi. Thưa thầy, con
có câu hỏi là nãy thầy nói muốn giải quan gia trái chủ thì đừng có đi tới cầu cúng này kia, mà con nhớ là ở trong cái Phật học của ông có cái câu là nhẫn nhục sẽ giải được quan gia trái chủ. Con không hiểu cái này nhiều, xin thầy giải thích. Ví dụ như mình sống với cái người nào mà người đó luôn luôn lúc nào cũng đối xử mà tệ bạc với mình, mặc dù mình tốt người ta cách mấy, mà sao người ta cứ kiếm chuyện với mình hoài à? Mà nếu mà người ta kiếm chuyện với mình thì mình, nếu mình chịu không nổi thì mình chửi lại, hoặc là mình sẽ bỏ đi, hoặc là mình làm thế này thế kia, nó cứ kết nghiệp hoài thì không giải được. Còn ngay khi mà người ta, mình sống với người ta mà có người ta đối xử với mình những cái điều mà khó nghe khó thấy thì mình thì mình xin lỗi. Mình xin lỗi, hoặc là không biết rằng là chị em với mình coi như là sống chung với nhau là một cái điều mà rất là hiếm, mà không biết tại sao mà em có cái lỗi gì mà làm cho chị phải buồn hoài. Nếu mà em có những cái lỗi lầm gì đó xin chị thông cảm bỏ qua cho, để chị em mình sống vui vẻ với nhau là giải quan gia trái chủ. Hoặc là mình nói tao nghe thì thôi, bây giờ mình đừng trả lời trái dốt nữa, mình cứ ẩn nhẫn. Người ta chửi mà mình cứ làm thinh hoài đó, tự nhiên người ta, mình chuyển tâm mình trước, mình chuyển, mình đừng có giận, mình đừng có buồn nữa. Và khi mình đối xử người ta vẫn bình thường, có nghĩa là khi người ta bệnh mình vẫn sao, mình vẫn săn sóc, rồi người ta đối xử mình tệ bạc nhưng mà mình vẫn đối xử tốt với người ta, thì tự nhiên người ta thấy cái vô duyên của mình, người ta chuyển, mình chuyển mình trước rồi người ta chuyển theo. Nhẫn nhục đó, nhẫn nhưng mà không có nhục. nhẫn nhục thì cái người mà chứng quả tu đàng hoàng là gì? Có nghĩa là khi mà mình sáng ra được cái lý, mình sâu được cái lý nhân duyên, nhân quả, thì tự nhiên những cái thân kiến, có nghĩa là thấy về thân, cái thân này mình biết nó là có sanh là có diệt, có hợp là có tan, hệ sinh là có, để có thân là phải có già, có bệnh, có chết. Cho nên rồi người ta, lúc người ta không có còn mà cầu an, cầu siêu, hay là còn cầu cho nó mạnh giỏi, bình an, cầu cho nó mua mai, bán đắt, cầu này cái kia nữa. Thấy cái thân này là giả, thấy rõ thân là giả, hãy có thân là phải có già, có bệnh, có chết. Cho nên không có cầu là con sẽ mong được trẻ mãi không già, con mong được bệnh hoài không có chết, con mong coi như là được cái này, được cái kia. Bởi vì mà cái người mà khi mà đã có cái chánh kiến rồi đó, kiếm được quả tu đà hoàng rồi đó, thì thấy biết được cái thân này hãy có sanh là có gì, có già, có bệnh, có chết. Cho nên biết được như vậy, cho nên khi mà ta đối diện với sự thật, ta lấy đây là lẽ đương nhiên, ta không có sợ hãi nữa. Còn khi mà mình chưa có biết được thì mình đối diện với cái già thì mình khổ, mình đối diện với cái bệnh mình không có chấp nhận, mình đối diện với cái chết thì mình càng sợ hãi, bởi không chấp nhận, bởi sợ hãi nha. Cho nên rồi mình muốn xa lắm, cho nên mà mình cứ đối diện với nó là mình khổ. Còn khi mình biết hãy có thân thì phải có già, có bệnh, có chết, nó già sống lâu thì phải da nhăn má cốt, phải không, gối mỏi răng rụng, chuyện đó là chuyện đương nhiên của cái già, ai cũng phải giữ cái già. Cho nên rồi mình đối diện cái già mình không có khổ, và mình còn biết thương những người già nữa. Rồi khi bệnh có thân thì có bệnh thôi, tại mình không chấp nhận cái bệnh có là mình. Cho nên khi mà nghe bác sĩ hồi sáng thì coi như là nói cười vui vẻ chạy tới chạy lui, mình chiều bác sĩ khám có cái bệnh gì, bước xuống xe phải có hai người chiều. Đi như muốn không nổi. Hồi sáng đó tại sao mình cứ chạy tới chạy lui, mình đi mà mạnh giỏi đó, mà bây giờ cái mặt hiểu xìu mà đi xuống là bước đi không nổi, là tại vì sao? Mình bị một cái sốc, mình nghĩ là mình cứ mạnh hoài, mình nghe bác sĩ khám có một cái khối u cái gì đó, cái là bao nhiêu những cái năng lượng của mình nó xếp đau hết, nó xếp đau hết. Cho nên tự nhiên những cái mạnh mẽ hay những cái vui vẻ của mình cảm thấy nó mất tiêu hết à, cái lực mình nó mất hết, mình về đi không nổi. Còn khi mình nghe mình biết bệnh, bệnh thì cứ biết là mình có bệnh, mình cứ vui vẻ uống thuốc, mình không có hề một cái niệm sợ hay là có một cái cú sốc gì hết, thì cái năng lượng mình nó còn giữ, và mình xem thường cái bệnh, nó tự nhiên cái năng lượng nó tăng lên và nó có thể vượt qua cái bệnh. Còn khi mình tiêu trầm như vậy, năng lượng mình đi xuống rồi, nó làm xuống dốc theo, thì nó không có những cái đề kháng để chống lại cái bệnh, thì mình để bệnh thêm thôi, phải không? Cái niệm mình nó quan trọng lắm. Còn mình nghe bệnh bệnh thì cứ vui vẻ uống thuốc, rồi nói bác sĩ nói 6 tháng chắc qua không khỏi, rồi cái thì uống thuốc không hết thì cứ vui vẻ mà chết. Tại vì trước sau cũng chết, phải không? Chết trước thì đặng ngồi đặng mã, mà chết sau thì đã thi thôi. Ai sợ rồi có khỏi không? Sợ chết thì cũng phải chết thôi à.
mà lúc đó mình bởi do sợ hãi cho nên rồi bình thường mình đâu có nhớ Phật, nhớ Bồ Tát. Lúc bệnh rồi thì sợ chết nên niệm Phật quá trời quá đất luôn, niệm ngày niệm đêm, ít bữa xuất viện ra về nó trời ơi niệm Phật linh quá, niệm Bồ Tát linh quá, cái không niệm là tiêu rồi. Nhưng thể dĩ mình xuất viện về là tại vì chưa đến lúc chết, còn đến lúc phải chết rồi dù có niệm ngày niệm đêm đi nữa đó thì cũng sao, cũng phải chết, vì chết là lẽ thật. Cho nên cái người mà xác biết đạo rồi, ta biết sanh già rồi chết là lẽ thật, cho nên khi người ta đối diện với bốn cái trạng thái đó người ta thản nhiên, già rồi chết là chuyện đương nhiên, phải không? À, là người có chánh kiến lấy thân, thân kiến có nghĩa là không còn cái niệm chấp thân nữa, cái kiến chấp về thân là thật á, không còn nữa. Bởi mình thấy thân là thật cho nên ai đụng tới tôi là biết tay tôi là thật, tôi quan trọng, cho nên mọi người phải kính trọng tôi, khi dễ tôi là xem thường tôi, mà đụng tới thân tôi thử coi, biết tay tôi. Mà bởi thấy thân này là thật cho nên là tìm mọi cái của mình để phục vụ, để trao dồi cho thân này được thỏa mãn, được sung sướng. Cái mình quan trọng thì cái của mình quan trọng không? Đụng tới tôi thì biết tay tôi, mà đụng tới cái của tôi là bước qua xác chết của tôi. Đó là cái người mà chấp thân kiến, nó có những cái tác hại vậy đó. Thì khi mình thấy cái thân này là giả cho nên là ai chửi, ai mắng, ai này kia, mình thấy đồ giả, ăn nhầm gì đâu. À, thì mình không có giận nữa. Biên kiến có nghĩa là thấy một bên, thấy phải, thấy quấy, thấy đúng, thấy sai. À, nhưng mà cái phải người này có phải là cái phải người kia không? Có nhiều khi mình thấy phải nhưng mà người khác người ta thấy là sai. Cái này mình thấy đúng nhưng người khác người ta thấy là trật. À, cho nên rồi cái bất đồng chánh kiến hay là bất đồng quan điểm nó xảy ra bao nhiêu sự xung đột trên thế gian này. Ví dụ như bây giờ chủ nghĩa tư bản người ta nói đây là chân lý, đây là đúng. Mà cái chủ nghĩa cộng sản người ta nói đây chỉ là chân lý, đây là đúng. Rồi hai cái bên bất đồng chánh kiến với nhau sinh ra sự đấu tranh về tư tưởng mà sát lạc với nhau. Đó không? Là do cái kiến chấp thấy mình, cái thấy của mình là đúng. Thấy mình đúng á, chồng ra cái ý kiến này nói tôi là đúng, nhưng mà người vợ phản đối là cái ý kiến của em mới là đúng. Mà hai người đúng đó thì sao? Cãi với nhau là tại vì bất đồng chánh kiến, gọi là kiến chấp đó. Rồi thôi thì nếu mình biết như vậy đó, thôi thì cái thấy của ảnh thì ảnh cho vậy là phải, nhưng mà cái thấy của mình khác, thôi kệ, giờ mình tìm một cái giải pháp nào để thông cảm với nhau, chứ còn không ai đúng hoàn toàn hết, phải không? Bây giờ dài ngắn cũng vậy, mình nói cái bàn này dài quá, nhưng mà đem một cái bàn kia lại cho cái bàn này trở thành ngắn rồi, phải không? Thì dài ngắn cũng đâu có thật đâu, à, mà chấp dài, chấp ngắn, chấp đúng, chấp sai là coi như là tạ, rồi là thấy không có đúng. À, gọi là biên kiến đó, không thấy một bên nữa, phải trái đúng sai đều bỏ một bên, hơn thua hai điều đều bỏ. Rồi kiến chắc ở biên kiến là thấy một bên đó, phải trái đúng sai, rồi thân kiến, biên kiến, kiến chấp thủ như này, chấp chặt cái ý kiến của mình mà không có chịu thay đổi, người ta đóng góp ý kiến gì đó mình cũng không có chịu theo. Tôi ra cái quyết định như vậy rồi đó thì phải theo tôi, nhưng mà người ta phân tích những cái đúng sai lợi hại trong đó để người ta chỉ ra mình vẫn chấp chặt cái ý kiến của mình, gọi là kiến chấp thủ. Thân kiến này, biên kiến, kiến chấp thủ, giới cấm thủ. Giới cấm thủ có nghĩa là mình thí dụ mình nói là con tôi bệnh quá, bây giờ tôi mong cầu cho được hết bệnh, mỗi năm tôi cúng một cái đầu heo, cái mỗi năm mình phải đi cúng một cái đầu heo, mỗi năm mình đi mua con heo mình quay để mình cúng, mình trả lễ, là kiến chấp thủ. Giới cấm thủ giữ cái giới cấm mà nó không ăn nhầm vậy trên á. Rồi ví dụ như tu thì không có ăn hành hẹ tỏi nén gì đó, rồi cái bệnh bác sĩ nói bây giờ phải dùng tỏi để trị phong thấp hay này kia, hay là dùng hẹ để nó làm cho bổ phổi hay này kia, phải dùng, mà nó không không ăn mấy cái đó, mà mấy đó cũng là rau cỏ thôi. Thì cái đó cũng là kiến chấp của mình, kiến chấp. Hoặc là ta mời đi giữ cái gì đó, mình nói thôi bữa nay tôi không có, mình vẫn giữ ý kiến của mình, mình thì đó gọi là kiến chấp thủ. Mà giới cấm thủ thí dụ như những cái người mà ta tu theo cái ngoại đạo, ta nói thân này là tạo tội, cho nên bây giờ giữ cái giới cấm nghĩa là phải hành thân huệ thể, rồi phải đài gõ nó cho nó khổ sở, phải nhịn đói nhịn khát. Phải đứng một chân, giơ hai tay ra, hoặc là chồng chú ngược rồi này kia. Đó là giới cấm.
giới cấm thủ, những cái giới đó nó đâu có đem đến cho mình cái sự giải thoát gì đâu, mà càng bị chấp chặt thêm vào đó nữa, nó làm cho mình đau khổ thêm thôi. Được, tà kiến có nghĩa là chấp thường chấp đoạn như nãy thầy giác nói. Mà cái người mà chứng quả tu đàng hoàng là tự nhiên năm cái phần kiết sử, hạ phần kiết sử sao đó là nó mất à, mình không có còn tin tà mong phước nữa, mình cũng không có còn mong cầu cúng cái gì thờ voi ông thần tài nữa. Tại vì mình tin sâu nhân quả này, có phước thì hưởng phước, có quả thì quả đến. Giờ mình có thờ ông thần tài mà mình không có phước thì cũng ông không cho mình được, đúng không? Mà mình cứ sợ mình cứ thờ ông thần tài để ông phù hộ cho mình. Rồi giờ mình cầu an, nói trời ơi sáng thì con gọi điện thoại thầy quá trời, không biết tại sao, nói chi vậy con? Nói con nhờ thầy ghi tên cầu an con, nói thầy mới đi mẹ sân si mới về. Thầy mới đi cấp cứu bệnh viện mới về. Như vậy thì Phật tử bệnh thì ghi danh cho thầy cầu an, mà thầy bệnh phải chạy đi cấp cứu, đúng không? Như vậy thì cầu an chỉ là an ủi thôi. Cầu an mà không được thì càng âu. Còn cầu siêu cũng vậy, cầu siêu chỉ là an ủi cho người sống thôi. Tại vì người sống chưa biết tu, chưa biết lễ Phật, chưa biết nghe kinh. Rồi trong lúc mà gia đình người thân mình mất đó, mình nghe những lời khai thị, rồi nghe những lời kinh nói lên sự vô thường này kia, nhiều khi mình muốn thức tỉnh, là nhằm người sống chứ không phải nói cho người chết, nói người chết đâu. Nếu mà cầu siêu được, hồi xưa có ai tu đắc lực ngày một kiền liên, có thần thông mà đi được vô địa ngục không? Bảo đảm giờ chắc chưa ai tu được vậy không? Hồi xưa ngày một kiền liên ngày đó đi vào trong địa ngục mà thấy mẹ ngày trong đó, có nắm mẹ ngày kéo ra được không? Có thần thông đi vô trong địa ngục rồi mà con không cứu mẹ được ra nữa. Uống giờ mình không có thần thông mà mình nói mình cầu cho người đó siêu, thì đó là phải xét lại, phải không? Còn nếu mà cầu an được thì ngày xưa Đức Phật đã từng cứu dòng họ thức khỏi phải bị diệt vong rồi, được an ổn rồi, đúng không? Như vậy thì cái việc làm đó mục đích khác là gì? Để khai vì người sống, để tập cho người ta biết đến chùa, để Phật, để nghe kinh thôi, chứ không phải vì người chết. Chết rồi nằm đó nó không biết gì đâu. Mà tự nhiên người ta biết tu rồi thì người ta chết là không cầu siêu, người ta vẫn siêu nữa. Ví dụ là Phật tử chết mà không có ai cầu siêu, cái gì vẫn đi con đường lành của mình. Tại vì con đường đó là ngay bây giờ, chứ không có cái chuyện gì mà giải quyết hết trơn. Mình cứ đặt ra cái chuyện để mình giải quyết, nhưng có gì đâu để giải quyết. Ví dụ nay hồi sáng này coi như là con ngủ gục quá, phải làm sao giờ? Ở trên ngủ gục lúc nào nó hồi sáng này? Hồi sáng này nó qua rồi, giờ làm sao giải quyết? Nó dạ không, con sợ tối nay con ngủ gục, là tối nay nó chưa đến thì có gì đâu để giải quyết. Cái chuyện mà mừng đó thì mình cứ đem cái chuyện qua ra rồi để mình giải quyết, mà chuyện đó không đâu giải quyết được, phải không? Đâu ai sửa được quá khứ, biết thì rút kinh nghiệm để ngay hiện tại mình sống cho nó tốt đẹp hơn thôi. Rồi không, con sợ tối nay chưa đến thì có gì đâu để giải quyết. Cho nên ngay bây giờ mình có ngủ gục không? Không thì cứ tỉnh táo, lúc nào cũng tỉnh táo vậy thì lo gì lát ngủ gục. Cứ sống thẳng với, cho nên thiền là kéo mình trở về với cái giây phút hiện tiền đây nè, sống thẳng với cái hiện tại đây nè. Tại vì đời sống của mình chỉ có ngay đây thôi, cái gì đang có mặt, cái gì đang hít thở vào không khí này là thời điểm có thật trong đời sống của mình. Và yếu chỉ của sự tu hành chỉ có ngay đây thôi, chứ không phải là lát nữa. Phải ở đầu đứng lên chỗ đó, chứ đừng lết đằng kia tuốt kia mới đứng lên, làm không thực tế, phải không? Té chỗ này cứ lết dài dài kia mới đứng lên. Cho nên là té chỗ nào đứng lên chỗ đó, mê chỗ nào giác chỗ đó, tu rất là thực tế. Để thôi đó, như vậy đây. Thân kiến, biên kiến, kiến thủ, cái người tu đạo hoàng có nghĩa là thứ nhất là tin sâu Tam Bảo nè, tin Phật là đấng giác ngộ nè, tin giáo pháp của Đức Phật là phương pháp để mà giải khổ, đưa đến chỗ mà chấm dứt khổ đau. Tin tăng là những cái người tăng, đây là một đoàn thể không phải một cá nhân nha. Nhiều khi quý vị quy y nói ông thầy đó mới là thầy của tôi, nhưng mà ông thầy đó chỉ là đại diện thôi. Khi mà quý y tăng rồi thì tăng ở chùa nào, nước nào, xứ nào, mình cũng đều tính quyết. Qua Ấn Độ gặp chư tăng vẫn kính quyết, phải không? Không, tôi chỉ biết ông thầy bổn sư quy y tôi thôi, không? Tăng là một đoàn thể xuất gia đệ tử của Đức Phật tu hành thanh tịnh, gọi là tăng. Cho nên y pháp bất y nhân, có nghĩa là quy y tăng rồi thì tăng là thầy của mình. Còn ví dụ như mình y nhân mà bất y pháp thì coi như là ông thầy đó ông ra đời cái bắt đầu mình bỏ đạo luôn, là mình y nhân mà không y
thì pháp đâu có dính dáng gì đâu. Như vậy thì tăng không phải là một cá nhân, một cá nhân làm sai được cái đánh giá nguyên cả tăng. Tăng đoàn mà có nhiều người vậy đó, thấy một ông tăng làm sai cái bỏ đạo luôn, mất niềm tin với Phật pháp luôn, là y nhân mà không y thì pháp. Còn mình y pháp rồi thì dù ông đó có làm gì làm thì chuyện của ổng, mình đã tin Phật pháp rồi mình quy y thì mình cứ tu tập không gì đó, mà mình thối tâm gọi là y pháp mà bất y thì nhân à, mà y trí bất y tức, không có theo cái phiền não mà theo cái trí tuệ của mình, y cái nghĩa bất y ngữ. Đó, rồi tin sâu nhân quả và quán triệt được cái lý nhân duyên, thấy tất cả cái gì có sanh là có diệt, thấy có hợp là có tan, có còn là có mất. À, cho nên à, do nhân duyên gì? Các pháp do duyên sanh cũng do nhân duyên diệt, nhân duyên sanh diệt ấy như lai thường thiên tiền thiết. Và tin sâu nhân quả thì không còn tin tà mong phước nữa, không có còn cầu cúng à, dị đoan nữa. Mình tin nhân quả rồi thì đâu có còn à, ai mà ban thưởng hay là giáng quả cho mình đâu, cho nên không có cần cầu cúng những gì bên ngoài à, chỉ làm đúng theo nhân quả, nhân tốt thì à, quả tốt, mà nhân xấu quả xấu, cho nên cái mê tín gì đó nghe đó cũng cũng trừ. Cho nên người quy y Phật là không có quy y trời thần quỷ vật bình voi ông táo thần cái gì đó cũng là trời thần quỷ vật thôi. Còn quý vị đã quy y Phật rồi mà còn à, đi lại bà chúa xứ này kia, lại Phật thì không có lại cái gì đó, mấy vị đó chỉ là thần Capula thôi à, đó. Rồi sao à, thì cái người ra vậy thì mà đối với cái phiền não thì sao, cố gắng vượt qua, ẩn nhẫn để vượt qua chứ không có làm nô lệ cho nó nữa à, có nghĩa là người ta nói mình một câu trái tai, thấy gì gây mắt đó, mình cố gắng mình ẩn nhẫn à, mình quán chiếu để rồi mình vượt qua người đó vào dòng tu đà vàng, có nghĩa là nhập lưu, nhập lưu là vào dòng. Còn thí dụ người ta chửi mình chẳng một lần hay là bảy lần mới mình thốt ra ngoài miệng, mình ra ngoài tay là còn phàm phu đặc sợ, chưa phải là bậc hiền, phải không? Còn khi người ta chửi mình, ta mạ nhục mình mà mình ẩn nhẫn rồi mình vượt qua được thì coi như là đó là hiền, thành bậc hiền rồi, chưa tới thánh nhưng mà hiền thôi. Rồi cái phần đó gọi là phần kiến đạo đó, bảy lần cõi sanh cõi trời, bảy lần sanh cõi người. Quý vị mà gặp những cái phiền não tham sân si nó đến mà mình nhận một lần hay là tới bảy lần vượt qua được thì bảy lần sanh cõi trời, bảy lần sanh cõi người, tu đạo là. Còn cái đến cái phần tu đạo nghĩa là ngay đó thì tha đến đó là mình phải đoạn trừ những cái tham sân si từ từ, chứ không phải chưa có hết sạch, nghĩa là đối với tham sân si vẫn còn, nhưng mà do cái công phu tu tập cho nên rồi vừa nghe cũng nổi sân, vừa nghe người ta chửi mình cũng nổi sân, nhưng một lần rồi buông luôn, rồi là nhất lai một lần sanh cõi người, một lần sanh cõi trời. Bây giờ quý vị kiểm soát rồi, quý vị tu chứng tới đâu quý vị biết rõ. Nếu mà ẩn nhẫn tới bảy lần vượt qua được là gì hào dòng rồi đó, mà với những cái tiêu chuẩn mà hồi nãy kể đó, tin sâu nhân quả, lý nhân duyên nè, tin thơ tam bảo nè đó, rồi không còn mê tín gì đâu nữa là tu đầu bạc. Còn bây giờ đối với cái phiền não mà một lần nghe mình vượt qua được à, hay là hai ba lần rồi mình bỏ luôn rồi là à, tu đạo hoàng hướng à, cái hướng đến quả tu đạo hoàng tới một lần vượt qua luôn rồi thành gọi là nhất lai, có nghĩa là một lần sanh cõi trời, một lần sanh cõi người. Rồi tới quả thứ ba là gì, a na hàm có nghĩa là mình tu từ từ để cái tâm mình nó thanh tịnh và đối với phiền não rất là nhẹ, nó thoáng qua rồi nó biến mất, gọi là bất lai, nghĩa là không sanh trở lại nữa, nhưng mà chưa giải thoát hẳn. Còn ở cái cõi trời gọi là ngũ tịnh cư thiên, ở đó rồi tu chứng giải thoát luôn, cõi đó giống như là cõi A Di Đà vậy đó. Rồi bây giờ nghe người ta chửi, người ta quỷ nhục, ta quỷ bán rồi mình trơ không này, khởi một cái niệm sân, niệm buồn, niệm giận gì hết, không còn lay động nữa, gọi là gì, là vô sanh. Tại vì nó còn niệm mới còn sanh, mà trong này nó dứt sạch những cái vọng tưởng, không còn khởi niệm nữa, là vô sanh, người đó vô sanh, a la hán gọi là thánh đó. Ba bậc trước là hiền, à, cái bậc sau gọi là thánh, tam hiền tứ thánh. À, vậy thì quý vị tự xét lại, bây giờ người ta chửi, ta quỷ nhục mà mình trơ không còn nữa là quý vị biết là vô sanh đó, không còn nguyên nhân nào để sanh trở lại trơn á. Như vậy thì còn niệm là còn sanh, niệm thiện sanh cõi thiện, niệm ác sanh cõi ác, mà vô niệm là vô sanh. Như vậy mình tu mình phải biết mình chứng tới đâu chứ, đúng không? Còn nếu mà người ta nói cái nào là mình đáp cái đó, mình trả, người ta đánh một mình trả lại hai là còn phàm phu đặc sợ, còn bị nó cuốn trong dòng sanh tử không biết tại sao, còn ngay đó mà mình vượt qua được rồi là vào dòng rồi đó, đi ngược dòng sanh tử.
Đó, hồi xưa giờ có ai giải thích cái gì cái điều đó không? Chưa nghe cho nên họ không phải biết, mình tu mình phải biết. Rồi xin mời cô. Dạ, mấy hôm rồi, cách đây mấy bữa cái nêu á, nó có nói là mấy nhà khoa học nó đang chế ra cái thịt động vật mà lấy từ tế bào để chế ra để mấy người mà ta thay cha cũng được, để ta ăn thịt động vật mà không có bị sát sanh. Thì theo thầy thì cái này nó không có nên phổ biến, nó kỳ đâu, không có kỳ, cái đó là khoa học. Tại vì hồi xưa mình chiết những cái mình chiết xuất những cái tế bào được, bây giờ khó máy để chiết xuất. Ví dụ như bây giờ quý vị pha nước sơn, quý vị chọn cái màu nào đó, quý vị đổ nước sơn vô tự cái công tiêu đờ nó phân tích ra những cái những cái nguyên liệu đó, những cái yếu tố đó để nó pha đúng với cái màu mà mình đưa vô trong đó. Nó pha chế là nếu mình muốn cái màu kem hay là cái màu hột gà gì đó thì mình đưa vô đó, tự nó đưa hai cái phần vô điều làm sao để ra cái màu đó. Thì bây giờ nó lấy những cái rau cải nè, hay là những cái đậu nành rồi đó, người ta xay nhuyễn ra, rồi người ta cũng cho cái in bằng 3D đó, những cái máy đó, nó phân tích ra những cái tế bào, nó rút ra những cái mà nguyên tố trong đó, để rồi nó thành một cái cục thịt. Tại vì cục thịt nó cũng kết hợp bằng những thứ đó, con bò nó ăn cỏ, nó chế ra, nó thành ra những cái thịt đó đó. Thì bây giờ người ta lấy những cái nguyên liệu như cỏ, rau, cỏ nè, đậu rồi nè, rồi ta xay nhuyễn ra và ta chiết xuất ra những cái tinh tế trong đó ra thành một cái miếng thịt. Mà thịt đó là điều bằng là y giống như là miếng bít tết rồi đó, nó cũng đầy đủ dưỡng chất rồi đó, nhưng mà bằng nguyên loại điều thực vật, để cho những người mà ta ăn chay là cũng ăn miếng đó được. Cái đó khoa học ta làm được. Không, cái này nói là lấy tế bào của động vật. Không, cái đó thì nó cũng giống như những tế bào động vật. Để cho, tại vì thí dụ như mà mấy người ăn thịt, người ta bắt con vật, người ta giết thì bị tội sát sanh. Bây giờ nó lấy tế bào của động vật, chế ra thịt này thịt kia, thì người ta ăn thịt đó, người ta không có sát sanh. Nói vậy đó. Thì cũng được, không sao. Nếu mà làm được vậy cũng tốt. Bây giờ làm được rồi, nhưng mà mắc lắm, tại vì nó ra được. Đúng rồi. Rất là mắc tiền. Ngay cả trong cái không khí này đó, cho nên rồi không khí này cũng đầy đủ những chất trong đó đó. Khi mà các con người chúng ta đạt đến cái tâm mà cực điểm quang minh rồi đó, người ta có thể sử dụng ở trong cái hỗn nguyên khí này ra cái gì người ta ý kiến ta muốn. Cho nên ở cung trời người ta xây dựng những cái cung điện, những cái lầu các bạn tư tưởng thôi. Thần thông đó ta tưởng là có, như cõi A Di Đà ta tưởng thức ăn có thức ăn, tưởng nước uống có nước uống. Thì bây giờ khoa học nó phải bằng cái thực nghiệm, nghĩa là phải thấy cái trên cái vật chất, căn cứ vật chất để chiết xuất những cái đó ra. Còn cái kia người ta thanh lọc bằng cái tư tưởng. Cho nên là thần thông á, người ta có thể giải tỏa cái thân này, vật chất này thành năng lượng, biến mất chỗ này, hiện ra chỗ khác. Như là một trong lúc mà lực sĩ co duỗi cánh tay. Rồi bây giờ người ta cũng bằng cái khoa học thực nghiệm, người ta chế ra một cái máy, nghĩa là sau này mình đi về tới Việt Nam, nó khỏi cần phải mua vé đi máy bay mà mấy chục tiếng đồng hồ, vô trong cái máy đó bấm nút bên này mình hiện qua bên cái phòng bên kia đi ra. Giống như bây giờ cái gì email cái gì vậy, cái gì viết thơ đó, không tưởng tượng đâu, giả tưởng, nhưng mà sau này sẽ thật sự thật. Tại vì cái đó là thần thông, nhưng mà những người ta tu chứng rồi, người ta làm cái đó không cần phải quay cái vật chất thực nghiệm, ta chỉ bằng cái tư tưởng thôi, bằng cái tâm thông của ta thôi, phải không? Còn mình thì coi như là đĩa tiên, cho nên phải dùng bằng những cái thực nghiệm đó, cái khoa học thực nghiệm. Nhưng bây giờ quý vị đánh bài thơ, quý vị xem cái nó qua bên kia rồi, cầm cái điện thoại bên đây qua bên kia rồi. Còn người ta là tha thiên nhĩ thông, cho nên bên đây sử dụng tư tưởng, qua bên kia tiếp nhận được cái dòng tư tưởng của mình. Cái truyền đạt bằng tư tưởng đó, thần giao tất cả đó. Còn bây giờ phải dùng điện thoại, nghĩa là muốn tiếp chuyện bên kia mình phải nói lên cái gì đó. Cho nên những người có thần thông là người ta khi mà ta nghĩ đến ai mà nghĩ đến xấu đến mình đó, thì mình tiếp nhận được một cái năng lượng mà xấu nó đang tác động vô trong cái bầu thanh tịnh của mình. Mình tiếp nhận là có một người đang mưu hại mình, hoặc là mình có một cái sự mình tiếp nhận được cái tư tưởng gì mà của người khác gửi cái năng lượng đến mình, mình tiếp nhận được những cái tư tưởng an lành đó, mình biết có những cái điều lành sắp đến. Đó là bản thân thần thông. Còn bây giờ thì giống như bây giờ xem báo thời tiết thì cũng phải qua những cái máy móc,
dự báo thời tiết. Thì bây giờ cũng vậy thôi. Bây giờ mình vào trong cái phòng đó đó, cái máy móc nó có đọc hết tất cả những cái bao nhiêu hồng huyết cầu, bao nhiêu bạch huyết cầu, bao nhiêu những cái sắc thể, bao nhiêu những cái này cái kia, thì nó giải tỏa thành năng lượng qua bên kia thì đi chang vậy thôi. Và sau này người ta cũng chế ra cái, những cái máy là những cái mà độc tố vào trong người đó, nó sẽ lợi lượt ra, có nghĩa là mình chiết những cái năng lượng tốt để mà thanh lọc lại những cái kim giải tỏa ra, thì thiền nó cũng có thể làm như được. Có nghĩa là khi mà tư tưởng của mình ở trong cái trạng thái nào, quân tập toàn những cái tính chất đó. Cho nên khi mà quý vị đang bình thường thì quý vị thở vào không khí hết sức là bình thường, mình thấy nhẹ nhàng dễ chịu. Nhưng mà khi mình khởi niệm bước lên cái mình thấy rằng là tim đập dồn dập, hơi thở coi như là muốn nghẹt thở đó, máu nó dồn lên đỏ mặt tía tai, tại vì khi mình khởi một niệm bực, cái niệm sân hận đó nó biến những cái nguyên tử điện tử xung quanh và những cái năng lượng nó thành những cái nguyên tử nóng bức và xung động. Mình hít những cái hơi nóng bức xung động nó làm cho hầu cái cầu mình thay đổi, nó làm cho mặt mình đỏ bừng lên tía tai, và những cái năng lượng mà nóng bức xung động nó thúc đẩy ra ngoài hành động là đập bàn đập ghế, nó thúc đẩy ra lời nói là thô lỗ cọc cằn, là chửi rủa. Còn cái người mà khi mà cái tư tưởng mình an lành thì xung quanh mình là một cái năng lượng rất là an lành, mình thích những cái hơi an lành đó, nó làm cho mặt mình tươi nhuận, cho cái mình máu huyết lưu thông, rồi những cái người mà đang thu thập những cái tính chất an lành đó thì nói ra những lời rất là dịu dàng tươi mát và những hành động rất là tế nhị, rất là dễ thương. Cho nên cái niệm mình quan trọng đó, còn mình khởi là một cái niệm bực mà nó mạnh, nó cực mạnh đó, nó thể làm cho mình bị dở mạch máu, mình thọc máu ra, nó làm cho mình đứt mạch máu luôn. Cho nên ở trong danh từ Phật pháp gọi là tập khí. Tập có nghĩa là quân tập, có nghĩa là gom kết, khí là hơi hớm chứ gì đó. Cái khí coi vậy đó chứ nó quan trọng lắm. Tư tưởng mình ở trong cái trạng thái nào là mình quân tập toàn những năng lượng đó. Ví dụ mình khởi cái niệm buồn thì xung quanh mình là một bầu không khí rất là ô áp. Mặc dù người ta ngồi chung với mình nhưng mà người ta là cái tâm thanh tịnh thì người ta quân tập những cái năng lượng thanh tịnh. Còn mình quân tập toàn là những cái rút tỉa ở trong đó, toàn là những cái năng lượng mà ô áp, cho nên nó làm cho mình tiêu trầm, nó làm cho mình buồn khổ, mặt mình tối sầm. Cho nên biết vọng không theo là vậy đó. Mình không biết được vọng thì ngay đó mình sẽ theo, mình sẽ vương tập những cái tính chất đó. Còn khi mình biết vọng không theo thì ngay đó xung quanh mình là một năng lượng rất là thanh tịnh, mình hít những hơi thanh tịnh, nó làm cho tâm mình càng ngày càng thảnh thơi, càng thoải mái, càng giải thoát. Đó, quý vị hiểu dành từ tập khí chưa? Tập khí là vậy đó. Khi mình nghe mà không ai giải thích, mình không hiểu tập khí là cái gì, rồi mình không biết á, thì mình vương tập toàn những cái đó thôi mà. Còn mình biết ở trong cái khí này đó, ở trong cái bầu hư không này đó, nó có đầy đủ những tính chất trong đó, mà mình ở niệm nào quân tập toàn những năng lượng theo cái niệm của mình đó. Năng lượng mình nhẹ nhàng tươi mát thì quân tập toàn là những cái tươi mát. Những cái tư tưởng mà thanh tịnh thì quân tập toàn những thanh tịnh. Tư tưởng mà nóng bức xung động thì quân tập toàn những cái tính chất nóng bức và xung động. Cho nên những cái nội kết mà nhiều lần như vậy, nó nội kết ở bên trong của mình thành những cái gì? Những cái bệnh hoạn trong đó. Rồi bây giờ có những cái bệnh mình uống nhiều thuốc, mình trị nhiều thầy không có hết, nhưng mà tu tập thời gian hết. Tại vì khi mình tu tập á, thì lúc đó mình quân tập những cái thanh tịnh, mà khi mà cái năng lượng thanh tịnh nó đầy đủ những cái nội lực rồi, nó sẽ phóng xả những cái độc tố, những cái nội kết ở bên trong ra. Cho nên bác sĩ nói cái bệnh này có nhiều không quá 6 tháng, mình nói thôi trước sau cũng chết, thôi đi tự dẫn chết sớm cho rồi. Cái đi ngang tỉnh thất hiền như này, thấy người ta tập trung làm gì trong này, ôm sờm gõ mỏ lá chuối. Vô đây coi thử cái cancel cái tự giận. Bây giờ thôi giờ đi về tu thiền thử. Tu thời gian sau, cái 6 tháng sau đi khám bác sĩ nó, ủa sao cái chỗ này hồi trước tôi coi nó cái khói mà lớn vậy, bây giờ nó tan biến đâu mất, hết là uống thuốc gì hay vậy. Nói giờ bác sĩ nói như vậy tôi coi như là lạc quan, tôi đâu có uống thuốc gì đâu. Rồi tôi đi tự giận thôi, trước sau thì cũng chết. Sợ phiền hà người xác khác cho nên thôi chết sớm khỏe hơn. Rồi cái tôi nghe tỉnh thất hiền như, tôi thấy người ta tu tập đây, tôi vô tôi thấy tu hay quá, cái tôi tu theo. Bây giờ tôi càng ngày tôi càng thấy khỏe ra, càng thấy càng là rồi cái bệnh tôi nó qua nào tôi cũng không hay đó. Cho nên nhiều khi mình tu tập, mình quân tập những cái năng lượng đó, mình không còn chấp thân nữa đó, thì quân tập những cái năng lượng đó, nó đầy đủ nội lực, nó sẽ phóng xả những cái nội kết, những cái độc tố bên trong ra, do những cái năng lượng an lành của mình. Đó. Tâm mình nó hay lắm. Tâm mình nó có thể biến thành địa ngục, tâm mình có thể biến thành thiên đàng. Giải thoát hay là trói buộc là do tâm mình đó. Đủ chưa?
Vậy thôi ha, nghỉ ha, nghỉ lát dùng cơm. Để xin mời quý vị chắp tay niệm Phật. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn vẹn bất.